Ca hiện này bao chất lượng cho em luôn nha, sale nha, sale nha. Chị nào thích thì lên mã đen giùm em nha, đen giùm em nha. Chị ơi, túi da thiệt là da người hả chị? Rồi, da tôi luôn á, da tôi ấy da tôi làm ra cái túi này nha, da thiệt là da người nha, là da tôi luôn nha. Da tôi luôn đó. Rồi ai chốt lên mã đen giùm em, cái lông nè, lông nè. Lông. Lông nha, lông này là bao là không rụng luôn nha. Bao là không thôi đừng nha, đừng đừng mua về đi xài, đừng bứt nha, đừng bứt là không rụng nha. Nè, em vuốt cái đâu rụng đâu, thấy không? Đâu rụng. Đừng bứt nha. Đừng bứt là không rụng. Laptop em lên nha. Đây. Đây, đây đựng laptop 13 inch là vừa nha mấy chị nha, vừa 13 inch nha, vừa laptop nha. Mua về là đựng tivi, tủ lạnh, máy tính bàn là không vừa nha, này đựng laptop thôi nha. Mua túi xe có phải túi của người chết không? Tại em nghe hay bán đồ xe của người chết. Gì vậy trời? Gì vậy? Trời giỡn tôi, mấy bạn nghĩ sao? Cái túi người ta túi xe hiệu Nhật hàng ta nhập về gì mà nghĩ sao nó người chết, ai chết đâu, nhiều cái đốc cái làng nhiều xả túi ra bán vậy được. Nghĩ sao vậy, bao chất lượng nha, hàng xi, hàng Nhật, Hàn Quốc, đang Hàn Quốc và Nhật Bản rồi đó, nhập về là nguyên kiện không đó. Bà ngồi kế bên làm gì? Thấy ngồi cười không vậy? Thì đó, công việc của bà là vô đây, sắm bà vô đây là bà ngồi bà cười không đó chứ, không làm gì đâu. Ngồi cười không à, cười. Cười nhiều lên. Đó thấy không? Cười không hề chứ không làm gì hết trơn á. Nhà em kế bên cho em mượn cái túi đi chơi rồi em qua trả lại được không? Cũng túi xi mà. Xài một lần thôi. Đi 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 đi. Nghĩ sao bà con, giá cho con qua cái kiếp nạn này, tránh cầu hồn kiếp đảng giùm cầu cái.